Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức Mười. Hôm nay thì Lộc đang đứng cạnh 3 phiên bản màu mới của dòng xe ông hoàng xe số, dòng xe Honda Future 125. Thì đối với dòng xe Honda Future 125 Full LED 2023 này các bạn, thì ngoài những phiên bản màu của Honda ra thì cửa hàng sẽ có nhiều phiên bản màu mới để cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Thì hôm nay Lộc sẽ cập nhật cho các bạn là 3 phiên bản màu mới của dòng xe Honda Future. Cập nhật chương trình khuyến mãi giảm ngay 1 triệu đồng vào dịp lễ 30 tháng 4 này. Và đặc biệt là hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi và nhận ngay cả bạc gốc. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản màu bạc đen. Thì đối với dòng xe Honda Future LED các bạn, màu bạc đen này thì nó cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là lịch lãm đối với dòng xe Honda Future 125 này luôn. Và đặc biệt thì phiên bản màu bạc của dòng xe Honda Future các bạn, thì hiện tại Honda đã bỏ mẫu rồi, nhưng mà cửa hàng Hồng Đức sẽ có nhiều phiên bản màu mới nè, đặc biệt là phiên bản màu bạc đen này nè, để cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Thì nếu như các bạn yêu thích về phiên bản màu bạc đen này thì mình cứ inbox và hay là để lại phần bình luận bên dưới, hay là kết bạn Zalo với Lộc, Lộc sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các bạn phiên bản màu này luôn nha. Và đối với những phiên bản màu này, các bạn cứ yên tâm về cái chế độ bảo hành màu sơn nè. Và đặc biệt hơn nữa thì các bạn cứ yên tâm, mình sẽ đăng ký cái cà vạt xe ra đúng màu đối với dòng xe Honda Future này luôn nha các bạn. Về phần đèn hậu đó các bạn, dòng Honda Future này nó sẽ cho ánh sáng cực kỳ là dịu nhẹ luôn, giúp khách hàng tham gia giao thông cùng chiều sẽ dễ dàng nhận biết mình hơn khi tham gia giao thông. Thì chương trình khuyến mãi của dòng xe Honda Future LED 125 này, hiện tại thì cửa hàng đang hỗ trợ giảm trực tiếp cho các bạn 1 triệu đồng đối với dòng xe Honda Future. Đặc biệt chương trình thu xe cũ đổi xe mới giảm thêm 1 triệu đồng nữa dành cho các bạn. Nếu như các bạn đang có những dòng xe cũ và mình có nhu cầu đổi xe thì mình cứ đến ngay cửa hàng Hồng Đức 10 thì mình sẽ đổi được một chiếc xe Honda Future, phải nói là cực kỳ là sang trọng và động cơ 125. Thì khi các bạn tham gia chương trình đổi xe thì sẽ giảm thêm 1 triệu đối với dòng xe mới. Đặc biệt hơn nữa thì dòng xe Honda Future các bạn, nó sẽ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, và đặc biệt thì nó sẽ cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu so với tất cả dòng xe số luôn. Còn nói về dòng xe Honda Future các bạn, thì phiên bản màu trắng đỏ như các bạn đang thấy nè, với mức tiêu hao nhiên liệu là 1,54 lít, mình sẽ đi được 100 km. Thì ở cái mức tiêu hao nhiên liệu này á, là dòng xe số, phải nói là dòng xe Honda Future là dòng xe tiết kiệm nhất trong tất cả dòng xe số luôn các bạn. Và xe cũng được sẽ được bán cực kỳ là chạy luôn, tại vì đây là phiên bản phải nói là cực kỳ là sang trọng, cực kỳ là bền bỉ đối với dòng xe Honda Future này. Và đặc biệt thì cái màu trắng đỏ này nè, cửa hàng đang bán rất là chạy luôn các bạn. Phiên bản này nó sẽ được độ là giống như phiên bản quay thái, thì các bạn phải không cần tốn quá nhiều tiền để mình sử dụng mẫu phiên bản quay thái, thì mình cũng có thể sở hữu ngay một chiếc xe Honda Future, và nhìn nhìn ngang mình sẽ thấy nó sẽ giống như phiên bản quay thái nha các bạn. Và hiện tại cái chương trình giống như Lộc vừa báo là chương trình hỗ trợ thu xe cũ đổi xe mới giảm thêm 1 triệu đồng các bạn. Thì các bạn lưu ý giùm Lộc là xe cũ thì tất cả những dòng xe cũ cửa hàng đều hỗ trợ thu nha. Rồi, nói về dòng xe Honda Future thì hôm nay các bạn hãy cùng Lộc tìm hiểu về những cái tính năng và những tiện ích và những cái vết nét đẹp của dòng xe Honda Future này nha các bạn. Rồi, về mặt đồng hồ nè các bạn. Mặt đồng hồ của dòng xe Honda Future này nó sẽ thể hiện được đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật, thì mình sẽ dễ dàng quan sát hơn khi tham gia giao thông. Đèn thì được trang bị công tắc đèn luôn sáng, không có công tắc đèn nha các bạn. Thì ánh sáng nó cực kỳ là dịu nhẹ đối với, cực kỳ là ổn định đối với dòng xe Honda Future LED nha các bạn. Nó cho ánh sáng trắng cực kỳ là ổn định luôn. Nói về cái ổ khóa nè các bạn, đối với dòng xe Honda Future thì nó sẽ được tích hợp ổ khóa đa năng 4-trong-1 luôn. Thì với cái ổ khóa đa năng 4-trong-1 này, các bạn sẽ cực kỳ là thao tác dễ dàng, mở yên xe, và đặc biệt thì xe mình hoạt động cực kỳ là ok luôn. Rồi, khi các bạn mở yên xe nè, về phần cốp xe của dòng xe số các bạn, đây là dòng xe số mà có cái cốp xe rộng nhất luôn các bạn. Thì cái cốp xe này nó cũng cỡ với dòng xe Honda Vision luôn á. Mình có thể để được một cái nón bảo hiểm cả đầu, hoặc là hai nón bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân khác. Và với cái mức tiêu hao nhiên liệu là 1,54 lít, mình sẽ đi được 100 km á, thì cái bình xăng này nó cũng cực là lớn nè, 4,6 lít. Thì cái bình xăng này á, các bạn đã đổ đầy một bình xăng thì mình sẽ đi được một quãng đường cực kỳ là dài luôn, mình không phải tốn thời gian để đổ xăng nhiều lần. Còn nói về phần đèn pha thì dòng xe Honda Future LED đó các bạn, được trang bị đầu đèn phía trước cực kỳ là sang trọng luôn. Và các bạn nhìn khi mà mở đèn lên á, nhìn tương tự giống như mẫu xe SH cao cấp nha các bạn. Xe thì trang bị đèn xi nhan ở phía bên dưới này tách rời ra. Thì khi mà các bạn nó sẽ được trang bị thêm đèn định vị nữa các bạn.
Đối với dòng xe Honda Fuser này á, nó sẽ được trang bị phiên bản bánh căm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm thắng đĩa nha các bạn. Hôm nay thì Lộc sẽ quay cho các bạn ba phiên bản màu mới này. Ngoài những bản màu của Honda thì cửa hàng sẽ có nhiều phiên bản màu mới nè. Còn đây là phiên bản màu xanh nhám đặc biệt của dòng xe Honda Fuser các bạn. Nhưng mà cửa hàng sẽ độ lên phong cách yên đỏ, để các bạn nào yêu thích phiên bản yên đỏ hoặc là các bạn yêu thích bản yên đen thì cửa hàng đều có hai sự lựa chọn dành cho các bạn đối với dòng xe Honda Fuser này nha. Và hiện tại thì đối với dòng xe Honda Fuser 125 này các bạn, bên cửa hàng sẽ có cái chương trình giảm trực tiếp giá xe cho các bạn 1 triệu đồng vào dịp lễ này. Thì giá xe của nó là 35.990.000, thì mình sẽ được giảm giá 1 triệu đồng. Nó còn lại là 34.990.000, thì mình sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Honda Fuser. Và giá xe thì sẽ tùy theo màu và phiên bản nha các bạn. Cho nên thì đối với dòng xe Honda Fuser này á, tùy theo màu và phiên bản, các bạn yêu thích về phiên bản màu nào đó thì mình cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Lộc là 0398811919. Thì giá xe sẽ được giảm giá ngay 1 triệu đồng, nó chỉ còn lại là 34.990. Các bạn chỉ cần trả trước là 7.100.000, mình vay lại là 27.890.000, thì góp 12 tháng, mỗi tháng mình góp là 2.890.000, 15 tháng là 2.440.000, 18 tháng là 2.140.000, 24 tháng là 1.765.000. Thì các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Honda Fuser động cơ 125, tiết kiệm nhiên liệu nhất trong tất cả các dòng xe số. Và đặc biệt thì đối với dòng xe Honda Fuser này các bạn, hiện tại thì cửa hàng sẽ có đầy đủ tất cả những phiên bản màu của Honda ra. Những phiên bản đó thì cửa hàng sẽ có rất là nhiều, đặc biệt là các bạn bạn trẻ đang yêu thích về mẫu Fuser màu trắng thì cửa hàng sẽ luôn trang bị đầy đủ tất cả phiên bản màu, và đặc biệt là màu trắng hay là màu đỏ, màu xanh. Fuser thì cửa hàng đang còn rất là nhiều để hỗ trợ cho các bạn, phục vụ cho các bạn vào dịp lễ này. Thì nếu như các bạn thấy video của cửa hàng Học Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe, và đặc biệt các bạn đang yêu thích về ba phiên bản màu mới này, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Lộc để Lộc sẽ hỗ trợ giữ giá xe và giữ xe cho các bạn, để các bạn mua ngay được cái màu sơn mà mình cực kỳ yêu thích đối với dòng xe Honda Fuser này. Thì clip của cái hàng Honda Đức 10 đến đây là hết. Và Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Chầu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và nếu như các bạn thấy video của cửa hàng Hồ Đức 12, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe thì mình hãy mua vào thời điểm hiện tại. Và các bạn đừng quên là hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe, và đặc biệt yêu thích về những phiên bản màu, ví dụ như các bạn yêu thích phiên bản màu trắng đỏ hay là màu bạc đen hay là màu xanh đỏ này, thì các bạn cứ kết bạn Zalo của Lộc, Lộc sẽ hỗ trợ giữ xe cho các bạn. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.